Thưa quý vị, đảo Trần Cô Tô là một vùng đất nằm tận phía đông bắc của Tổ quốc, một địa điểm du lịch mới lạ cho những ai ưa thích khám phá. Đặc biệt hơn, khi ở hòn đảo này, du khách không chỉ có những trải nghiệm tuyệt vời bởi vẻ hoang sơ ít có, mà còn được chiêm ngưỡng ngôi chùa rất đẹp đang được thành hình. Chỉ cách đường phân định biên giới trên vịnh Bắc Bộ chưa đầy 10 hải lý, đảo Trần thuộc xã Thanh Lân, huyện Cô Tô được ví như Trường Sa của vùng Đông Bắc Việt Nam. Nơi đây có khung cảnh vô cùng thơ mộng với bãi cát mịn trải dài cùng quần thể đá có trăm vẻ kỳ thú. Đặc biệt, hòn đảo này mới đây khánh thành ngôi chùa Trúc Lâm đảo Trần và ngôi tự viện này có thể xem là điểm nhấn cảnh quan giúp cho đảo Trần tiếp cận nhiều hơn với khách du lịch. Chùa Trúc Lâm đảo Trần cùng với các công trình xây dựng trong quần thể này thì không chỉ là cái nơi sinh hoạt mà còn là một sản phẩm du lịch để người dân trong khắp cả nước đến tìm hiểu, để chung tay góp phần xây dựng cho đảo Trần nói riêng và huyện đảo Cô Tô ngày càng giàu mạnh và phát triển bền vững. Chùa Trúc Lâm đảo Trần có diện tích xây dựng 2,72 ha với 22 công trình chính và phụ trợ theo phong cách kiến trúc cổ thời Trần. Sau hơn một năm khởi công xây dựng, đến nay chùa đã hoàn tất các hạng mục như ngôi đại hùng bảo điện, nhà thờ tổ, hệ thống hoành phi, cầu đối sơn son tiếp vàng, sử dụng ngôn ngữ thuần Việt dễ đọc, dễ hiểu. Và đặc biệt, mỗi viên gạch, viên ngói xây chùa nơi đây đều là lời khẳng định chủ quyền tại nơi biên giới biển đảo xa xôi. Tất cả những sản phẩm nằm ở trên xây dựng nên ngôi chùa Trúc Lâm đảo Trần này thì đều in quốc huy của Việt Nam mình và ghi rõ là chùa Trúc Lâm đảo Trần. Và với hoa văn họa tiết thì đều mang yếu tố sâu đậm, sâu sắc cái nét văn hóa của nhà Trần. Và với ngôi chùa đứng ở giữa đảo Tiền Tiêu này là cột mốc tâm linh chủ quyền biển đảo vùng Đông Bắc của Tổ quốc, sẽ khẳng định cái vai trò đấy và mỗi một người dân sẽ ý thức được rằng chúng ta phải bảo vệ và gìn giữ cái văn hóa đấy. Đặc biệt hơn, khi ngôi chùa còn an trí tôn tượng quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương cao 8,5 mét theo hướng Tây Bắc nhìn ra biển. Và ở trên cao hơn là bức Quán Thế Âm Bồ Tát cao tới 15,9 mét, có thể nhìn thấy từ đằng xa. Đây vừa là lời khẳng định chủ quyền, vừa là điểm tựa tâm linh để ngư dân, cán bộ, chiến sĩ vững tâm gìn giữ biển đảo của Tổ quốc. Dù mới chỉ hoàn thành giai đoạn 1, nhưng bóng dáng ngôi chùa nơi biển khơi đã được hiện rõ. Và ngôi chùa hiện hữu nơi vùng phên dậu Đông Bắc là biểu tượng cho sức mạnh, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, yêu thương của người dân Việt Nam.